Xin chào mọi người, bên cạnh toàn đây là máy xay cầm tay Bluestone model BLB5216, một thiết bị hoàn hảo cho căn bếp, mang lại sự tiện lợi cho chị em nội trợ. Và trong video này, toàn sẽ đập hộp và trải nghiệm sản phẩm này với mọi người ngay bây giờ nhé. Máy xay cầm tay Bluestone BLB5216 có công suất hoạt động 600W, giúp xay thực phẩm nhanh, mịn, tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, chúng ta có thể xay thực phẩm nóng ngay trong nồi, phù hợp để xay cháo cho gia đình có trẻ nhỏ. Do chất liệu được làm từ thép không gỉ cao cấp, không pha chất độc, chất có hại tới sức khỏe của người dùng. Sản phẩm được trang bị lưỡi dao xay sắc bén, bền bỉ, dễ vệ sinh. Ngoài ra, ngay phía trên được thiết kế hình chuông để thực phẩm không bị bắn ra ngoài trong quá trình sử dụng. Phần tay cầm chắc chắn, cầm nắm thuận tiện, dễ dàng sử dụng máy xay cầm tay với hai tốc độ chỉ bằng nút nhấn. Tháo máy xay Bluestone BLB5216 cũng rất đơn giản, và một điểm nổi bật chính là máy có chốt khóa an toàn, chỉ hoạt động khi bạn lắp đúng vị trí. Ngoài ra, đi kèm với máy là một cốc xay dung tích 500ml bằng nhựa cao cấp, kháng vỡ, an toàn cho sức khỏe của người dùng. Một số lưu ý trong quá trình sử dụng máy: mỗi lần nhấn nút chỉ khoảng 15 giây để tăng độ bền. Thời gian chạy máy liên tục mỗi lần không được quá 1 phút và cần phải để máy nghỉ ngơi ít nhất 10 phút giữa các lần sử dụng. Rút điện ra trước khi làm vệ sinh máy. Máy xay cầm tay Bluestone BLB5216, thương hiệu uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng, xay thực phẩm hiệu quả, sẽ là thiết bị không thể thiếu cho căn bếp. Sản phẩm hiện đang có sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 2 năm. Mọi người có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả, hoặc các ngay từ hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1-1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.